Chào các bác nhé. Hôm nay tôi quay cái video này là giới thiệu tới các bác là cái cách chế cái nhung hiêu nhé, để ngâm rượu nhé. Cái này là như ánh sáng không nhìn rõ cân. Tôi mang vào đây vậy. Đây trọng lượng của bây giờ đang là 0 nhé. Với cân tôi muốn cân cái nhung hiêu lên. Đây là cái nhung hiêu gửi khách này các bác này, để trong một cái bình rượu nhá. Nhung hiêu rất là tốt đấy, nó có giá trị là 90g nhá, 90g rồi. Bây giờ tôi sẽ nướng nó lên nhá. Nướng thì sẽ dùng cồn nướng thôi nhá. Có nhiều cách nướng đó, các bác có thể dùng đèn khò hoặc là cồn, tùy ý nhé. Tôi dùng cồn. Cái đèn khò tôi cũng có nhưng mà hôm nay hết gà tôi chưa mua được. Cồn thì các bác dùng thì các bác lưu ý, các bác đừng cẩn thận nhé. Cồn đây là cồn y tế đấy các bác nhé. Các bác nên dùng cái cồn, nên dùng cái cồn y tế này, đây là cồn 90 y tế đấy nhé. Các bác nhớ là cái chiều gió thì các bác nướng xuôi chiều gió nhé. Tôi sẽ xoay lại cho nó nướng chiều gió thôi. Tuy nhiên là nó sẽ bị gió. Tôi vào trong này một tí để tránh gió. Đây cồn đây bác nhé. Nướng này mục đích để cho nó vứt hết cái lông đi bác nhé. Khi châm thì cái ngọn cồn ta để xay cồn nó để xa. Đấy, cháy rồi đấy các bạn. Cồn nướng thì nó khó nhìn. Có nướng mực quen rồi thì nó đơn giản nữa. Khi mà đang nướng ấy, khi mà các bác muốn cho thêm cồn thì các bác phải đợi nó tắt hết lửa đây, các bác cho thêm cồn nhé. Đó là cái nguyên tắc nhé. Không được để đang cháy này mà các bác cho cồn là rất nguy hiểm, không cứu được nhé. Lửa thì cũng rất tốt nhưng mà không biết dùng là rất là nguy hiểm. Nhìn được rồi đấy các bạn, tôi sẽ cho thêm một tí nữa nhé. Tắt rồi đấy. Tắt rồi, bây giờ tôi cho thêm một tí cồn. Mình nướng thêm.
Đấy, cháy ở đây các bạn. Về cái lông các bác nướng nó cháy cháy cái lông ngoài này đi thế này được rồi nhé. Không cần yêu cầu cao lắm mà nướng cháy qua cái lông ngoài đi này. Là cho ngâm rượu tốt nha. Nhưng còn nếu mà chế biến thành đồ ăn ấy, thì các bác phải nướng kỹ hơn nhé. Chế biến thành đồ ăn thì ta nên dùng đèn khò. Khò. Chế biến thành đồ ngâm rượu thì ta có thể nướng này là ổn rồi. Đấy. Cái nhung yêu như vậy là đã nướng để ngâm rượu nó có thể đạt được rồi các bác nhé. Đấy, thì cho vào chúng ta ngâm rượu thôi. Đối với thời gian ngâm lâu thì bác ngâm dùng nguyên cái này bác ngâm nhé. Ngâm một thời gian khá là lâu đấy nhé. Còn nếu mà thời gian ngâm chóng thì các bác nên chặt nó ra nhé. Rồi, bác nào mà mua cái nhung yêu này thì liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 0932340145 nhé. Hoặc 0964421551. Ngoài ra thì chúng tôi còn có các cái thang minh mạng hoặc các cái thang mà các bác đặt hàng nhé. Rồi, đây là một trong những cái đoạn nhung hiêu mà cho vào ngâm rượu sau khi mà chúng tôi đã nướng xong rồi sẽ đóng gói để gửi đi cho các bác để các bác ngâm rượu nhé. Rồi, chỗ này là tương đương với 90 gram, có nghĩa là gần 100 gram nhung hiêu tươi đấy.